Đường Tân Phúc - Võng Phan là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh với tổng chiều dài hơn 29 km, số vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đây là dự án có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn, đòi hỏi các sở ban ngành địa phương cùng nhà thầu tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo khối lượng theo kế hoạch. Công ty cổ phần Lizen phụ trách thi công đoạn đường dài 12 km. Để đảm bảo tiến độ công trình, ngay từ khi ký hợp đồng, công ty đã huy động khoảng 160 công nhân, bố trí khoảng 90 xe thiết bị, máy móc và vật tư đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Hiện nay có 9 mũi thi công ở cả tuyến chính và tuyến nhánh. Trong đó, 5 mũi thi công nền đường, 4 mũi xây dựng công trình trên tuyến. Khối lượng vật liệu mỗi ngày di chuyển vào các mũi thi công lên đến hàng nghìn tấn. Để đảm bảo tiến độ thi công, công ty đã chủ động liên kết các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn nguyên vật liệu. Ngay từ lúc mà bắt đầu dự án thì chúng tôi đã ký kết với các cái mỏ vật tư vật liệu có những thời điểm mà thuận lợi, chúng tôi tập kết một khối lượng lớn để dự trù cho những thời gian khó khăn trên công trường. Với quan điểm là vượt nắng thắng mưa, tận dụng những thời tiết mà những ngày nắng thì chúng tôi thi công 3K4 kíp để mà bù lại những tiến độ ngày mưa. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan có hợp đồng thi công 720 ngày. Thời điểm hiện tại đang là giai đoạn thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nguy cơ mưa lũ. Bên cạnh đó, những khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng, khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn đòi hỏi các đơn vị thi công phải có những phương án kế hoạch khắc phục, đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Hiện tại nhà thầu chúng tôi là đang tập trung thi công khoảng 80-90% những vị trí mà đang có mặt bằng rồi. Hiện tại tôi đang thi công là theo dạng cuốn chiếu, là làm đâu là gọn đấy, tận dụng những hôm thời tiết thuận lợi, động viên anh em công nhân cán bộ kỹ thuật 3K4 kíp để đáp ứng thời gian thi công gấp rút của dự án. Xác định đường Tân Phúc - Võng Phan có nghĩa quan trọng, là bước đột phá quan trọng tạo tiền đề để phát triển các huyện khu vực phía Nam tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của các nhà thầu, sự phối hợp và cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, còn có sự ủng hộ đồng lòng của quần chúng nhân dân. Hồi tháng 5 năm 2024, các địa phương đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư gần 154 hectare, đạt gần 90% diện tích, giải phóng mặt bằng, di chuyển khoảng 40% số ngôi mộ nằm trên tuyến. Hiện các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả, nghĩa trang, các khu tập kết xác để có mặt bằng sạch. Cơ bản là các hộ đã nhận đủ tiền và đã bàn giao cái mặt bằng để đơn vị thi công tổ chức thực hiện thi công cái tuyến đường này. Còn một số các ngôi mộ thì tới đây theo cái kế hoạch của huyện chúng sẽ vận động nhân dân thì chuyển nốt cái số này ra là bàn giao 100%. Khi mà đơn vị thi công về thì là đất cát bụi bặm nào là ồn, nhưng mà chúng tôi cũng bảo ban nhau là khắc phục mọi khó khăn để cho anh em công nhân làm nhanh chóng hoàn thành, người dân đi lại nó cũng thuận tiện, doanh nghiệp về bà con sẽ có công ăn việc làm. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan là tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh, không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của các huyện phía Đông Nam mà còn có nghĩa quan trọng trong hành trình xây dựng Hưng Yên văn minh, giàu đẹp hơn.